Chúc mừng Tân gia nhé. Đến là được rồi, còn quà cáp gì nữa chứ? Chúc mừng chú hai. Chú hai của Lý Tuấn Tú. Tuấn Tú này, cái nhà này của chú đắt hơn nhà cháu nhiều đấy. Ở đây là trung tâm thành phố, so với cái nhà đến cháu còn chê đó của cháu tốt hơn nhiều đấy. Đến rồi sao? Lý Sơn em họ Lý Tuấn Tú. Tiểu Sơn, sao không bọc giày lại vậy? Bọc giày lại đi, tôi lấy cho các người. Người nhà các cậu cũng đâu có bọc giày đâu. Anh nói gì thế? Chúng tôi là chúng tôi, các anh là các anh, sao mà giống được? Bọc lại đi, đừng làm dơ nhà tôi. Đồ bọc giày này là Tiểu Sơn đặc biệt mua cho nhà anh đấy. Được, chúng tôi mang vào. Mang cái gì chứ? Không mang đấy. Rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Các người không mang thì tôi không mang. Đều là họ hàng cả, còn phân biệt đối xử sao? Lý Tuấn Tú, anh nói chuyện kiểu gì thế? Cái gì mà bắt nạt hả? Người cũng có nhiều tầng lớp khác nhau, rất bình thường thôi mà. Đây là nhà mới của chúng tôi, bọc giày lại thì có làm sao chứ? Ai thích mang thì mang. Kiểu họ hàng này không có cũng chẳng sao. Ba mẹ, chúng ta đi thôi. Chỉ là mang bọc giày thôi mà, chuyện nhỏ thôi. Ba, vấn đề không phải là có mang hay không, rõ ràng là coi thường người khác mà. Được rồi, Tuấn Tú, mang vào đi. Vẫn là bác trai bác gái hiểu chuyện. Vậy là đúng rồi. Được rồi, đi thôi. Đóng cửa lại đi. Tiểu Sơn, hết chỗ ngồi rồi, con tìm xem có chỗ nào cho bác con ngồi không. Mau lên đi. Vâng ạ. Bác ơi, chỗ ngồi hơi nhỏ, mọi người chịu khó ngồi đây nhé. Tiểu Sơn, cậu có ý gì đây? Tôi đang tìm chỗ ngồi cho nhà anh đấy. Sao nào, cậu đừng có ép người quá đáng. Lý Tuấn Tú, anh chưa uống thuốc hả? Tôi ép các người cái gì chứ? Bảo các người ngồi đây thì đã sao? Anh không nhìn thấy trên bàn hết chỗ rồi à? Với địa vị của gia đình anh, ngồi ở chỗ này cũng rất thích hợp mà. Rõ ràng bọn họ coi thường chúng ta. Làm gì có loại họ hàng nào thế này chứ, phân biệt đối xử như vậy. Cậu mở to mắt xem đi, những người ngồi trên đây là những ai hả? Có nhà ai mà không có 5 triệu tệ trở lên hả? Các người có tư cách gì mà kén cá chọn canh? Đúng là buồn cười mà. Chẳng lẽ không có 5 triệu thì không được ngồi trên bàn sao? Cậu nghĩ sao? Bây giờ là thời đại nào rồi? Bây giờ là thời đại của tiền bạc. Để các người đến là cho các người mặt mũi. Bình thường các người sẽ có cơ hội gặp nhà tôi sao? Vậy nếu tôi nói rằng tôi bây giờ đáng giá 50 tỷ thì sao? Có phải tôi đã đủ tư cách ngồi bàn lớn không? Lý Tuấn Tú, não anh có vấn đề hả? 50 tỷ sao? Còn chưa đến Tết đâu. Ai đốt tiền cho anh mà nhiều thế? Cậu nghe đây, đừng quá vanh váo. Tôi có thể trong tích tắc khiến cậu mất hết tất cả. Anh nhập vai thật đấy. Anh biết bây giờ tôi đang làm gì không? Một tháng thu nhập bao nhiêu? Nói ra sợ dọa anh hết hồn đấy. Bây giờ tôi làm quản lý ở quán bar. Thu nhập một tháng là 100 ngàn. Anh có biết chưa? Có biết sếp tôi là ai không? Phó tổng tập đoàn Tống Thị, Hồ Nhất Thành. Anh làm sao có thể khiến tôi mất hết tất cả đây hả? Cậu vừa nói ông chủ của cậu là Hồ Nhất Thành. Sao nào? Sợ rồi sao? Điện thoại sao? Alo, Hồ Tổng, cấp dưới của anh hoang hoang thật đấy. Anh Lý, có chuyện gì thế ạ? Anh có một cấp dưới tên Lý Sơn. Trong vòng 2 phút, tôi muốn cậu ta phải thất nghiệp. Trong vòng 1 ngày, tôi muốn cậu ta không còn một xu. Gọi xong rồi sao? Tôi nghe thấy anh muốn khiến tôi vừa thất nghiệp, vừa không còn một xu dính túi. Gọi cho sếp của tôi, Hồ Tổng đúng không? Diễn xuất của anh không học sân khấu điện ảnh, đúng là đáng tiếc. Anh tưởng anh là ai chứ? Còn khiến tôi mất việc được sao? Alo, ông chủ. Lý Sơn, có phải cậu đã đắc tội với Lý Tuấn Tú không? Anh ta đang ở cạnh tôi đây. Cậu to gan lắm. Từ hôm nay trở đi, cậu không cần đến đây làm việc nữa. Sau đó tôi sẽ tìm cậu tính sổ mấy món nợ khác. Ông chủ, có vấn đề gì sao? Lý Tuấn Tú anh ta, dù có 100 cậu cộng lại cũng không làm gì được cậu ta đâu. Ông chủ, ông nghe tôi nói không? Tiểu Sơn, có chuyện gì vậy?
anh Tuấn Tú. Tiểu Sơn à, sao cậu lại quỳ trước cậu ta? Chuyện gì thế này? Anh Tuấn Tú, đều do tôi quá lời. Anh tha cho tôi lần này đi. Dù sao chúng ta cũng là anh em, là người cùng một nhà. Anh mau gọi cho Hồ Tổng, để ông ấy giúp lại quyết định đi. Đứng lên rồi nói. Anh không đồng ý, tôi không đứng lên đâu. Đứng lên rồi nói. Anh Tuấn Tú, rốt cuộc anh là người thế nào vậy? Sao lại có thể ra lệnh cho một người tầm cỡ như Hồ Nhất Thành ra lệnh sao? Cậu có thể khiến tôi mất công việc lương 4.000 tệ thì tôi có thể khiến cậu mất công việc lương 100.000 tệ. Hợp tình hợp lý, vô cùng công bằng. Tuấn Tú, chuyện là thế nào vậy? Sao con lại có quyền lực lớn như vậy? Mẹ, tối về nhà con sẽ giải thích cho mẹ. Anh Tuấn Tú, cầu xin anh, nể tình anh em giữa chúng ta, đừng khiến tôi mất việc. Tha cho tôi một lần, đừng chơi tôi nữa. Tôi đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Vậy lúc cậu chơi tôi, sao không nghĩ tôi là anh em của cậu? Lúc cậu xúc phạm người nhà của tôi, sao không nghĩ đến chúng ta là anh em? Không đúng, cậu ta không phải chỉ là một nhân viên quen ở công ty sao? Ngay cả vài đồng trả góp tiền nhà cũng trả không nổi, làm sao có thể ra lệnh cho nhân vật tầm cỡ như Hồ Tổng? Ba à, ba đừng lo chuyện này nữa. Hồ Tổng bây giờ không chỉ tống cổ con ra ngoài, còn muốn tính sổ với con. Đây đều do Lý Tuấn Tú bảo Hồ Tổng làm. Nếu vậy thì lấy danh nghĩa là chú hai của cháu, lần này cháu có thể tha cho Lý Sơn không? Cậu còn mặt mũi lấy danh nghĩa chú hai ra? Vừa nãy cậu đối xử với chúng tôi thế nào hả? Tuấn Tú, sao lại có người chú hai như cậu chứ? Nói hay lắm. Chúng tôi không có thứ người thân như ông. Chẳng lẽ cháu muốn chú quỳ xuống sao? Tôi nhận không nổi đâu. Ba, mẹ, chúng ta đi thôi. Anh Tuấn Tú, em nhận sai rồi vẫn không được sao? Anh Tuấn Tú ơi, anh cứu tôi với. Anh Tuấn Tú, tôi sai rồi. Anh Tuấn Tú ơi. Bị mù à? Sao không nhìn được thế? Lại là anh, đồ vô dụng. Sao cô lại ở đây? Anh hỏi tôi sao tôi lại ở đây sao? Tôi còn muốn hỏi sao anh lại ở đây đây này? Đây là khách sạn Kim Hải đó. Là khách sạn lớn nhất ở Kim Hải. Một tên nghèo nàn như anh, đến xoay sở phí sinh hoạt cũng khó khăn. Anh đến đây để ăn xin, hay là đến đây xin làm lao công vậy? Sao cái miệng của cô lại thối như vậy nhỉ? Có biết cách nói chuyện không vậy? Anh được lắm. Dám mắng tôi sao? Tôi thấy anh chán sống rồi đó. Cái bộ dạng đáng ghét bây giờ của cô, tốt xấu gì cũng là mẹ của Mỹ Mỹ mà. Nếu để Mỹ Mỹ thấy bộ dạng này của cô, sẽ thất vọng biết bao. Anh đừng có sơ hở là nhắc đến Mỹ Mỹ nữa. Lúc ly hôn tôi đã nói rồi, Mỹ Mỹ sẽ do anh nuôi dưỡng. Hơn nữa, ai cũng sống vì bản thân mình thôi, mấy thứ khác đều là vớ vẩn cả. Thật sự không biết tại sao lại có loại người như cô. Bây giờ tôi nhìn thấy cô thật sự rất kinh tởm. Mau cút đi cho tôi. Lý Tuấn Tú, anh đứng lại đó cho tôi. Anh mắng tôi xong rồi thì muốn chuồn đi mất chứ gì? Tôi đã nể mặt anh lắm rồi đấy. Cô có bệnh à? Buông tôi ra. Anh đợi đó cho tôi. Alo, anh Vũ à, em đang ở sảnh khách sạn của anh này, lại gặp phải tên rác rưởi đó rồi. Anh mau đến đây chút giận cho em đi. Thằng nhóc làm loạn đến khách sạn Kim Hải của tôi rồi à? Anh Vũ à, anh đến rồi. Cái tên rác rưởi này, anh ta vừa nãy đã bắt nạt em, còn mắng em nữa. Anh phải đòi lại công bằng cho em đó. Yên tâm đi cục cưng, hôm nay sẽ khiến cho cậu ta phải gánh chịu hậu quả. Hai người đúng thật là cá mè một lứa. Cậu có biết đây là chỗ nào không hả? Khách sạn Kim Hải. Thì sao cơ? Vậy cậu biết tôi là ai không? Quan tâm cậu là ai làm gì? Cậu là ai có liên quan gì đến tôi sao? Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi là tổng giám đốc của khách sạn Kim Hải. Tổng giám đốc sao? Vậy thì cũng có chút thú vị rồi đó. Sao vậy? Sợ rồi sao? Khách sạn Kim Hải này là khách sạn 5 sao duy nhất ở cái đất Kim Hải này. Mà ở đây thì lại do anh Vũ của tôi quản lý. Anh Vũ của tôi nha, cực kỳ giàu có. Lần này thì anh đã biết được khoảng cách lớn như thế nào rồi chứ. Tôi lời đôi co với hai người. Hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện quan trọng. Hai người có thể ngậm miệng lại được không? Đến để bàn chuyện quan trọng sao? Đến xin việc à? Là làm bảo vệ hay là làm lao công vậy? Tôi làm cái gì thì có liên quan gì tới cậu chứ? Anh Vũ à, anh nhìn bộ dạng ngạo mạn của anh ta kìa.
Em không quan tâm anh ta đến xin việc gì, em muốn khiến anh ta cút xéo. Đừng có vô tình như vậy chứ. Chỗ tôi có một công việc rất phù hợp với cậu. Gần đây, tôi định mua một con chó săn, để nó ở cửa. Người lạ đến sủa vài tiếng là được rồi. Sau khi nhìn thấy cậu, thì tôi cảm thấy tôi không cần phải mua con chó này nữa. Tôi sẽ xích cậu lại và để cậu ở cửa. Cậu giúp tôi trong nhà, thế nào? Cậu chán sống rồi sao? Mau gọi Vương Quốc Toàn, chủ tịch của khách sạn Kim Hải đến đây đi. Mau đến đây nói chuyện với tôi. Cái gì cơ? Cậu muốn tìm Vương Tổng của tôi sao? Tôi không nghe nhầm chứ. Cậu nghĩ cậu là ai cơ? Vương Tổng là người mà ai muốn gặp cũng có thể gặp sao? Hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi sao? Cái này là hợp đồng chuyển nhượng khách sạn Kim Hải của cậu. Hôm nay tôi đến gặp Vương Quốc Toàn để làm thủ tục bàn giao. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là chủ của khách sạn Kim Hải. Cậu muốn chọc cười tôi sao? Nếu cậu là ông chủ, vậy thì tại sao vợ cậu lại bỏ cậu theo tôi chứ? Lý Tuấn Tu à, có vẻ như ly hôn là một đả kích lớn đối với anh nhỉ? Anh thậm chí còn mơ tới việc được làm chủ của khách sạn Kim Hải luôn rồi sao? Anh thật dám nghĩ đó. Đây là hợp đồng, cô không thấy sao? Vậy thì để tôi xem. Đây là cái hợp đồng quái quỷ gì? Chà, thật sự là chuyển nhượng này. Phim được dịch chủ tịch khách sạn Kim Hải tại Kim Châu Á. Lý Tuấn Tú, không thể không nói, cái hợp đồng này của cậu làm giả cũng giống thật đó, thậm chí còn có con dấu nữa. Được đó Lý Tuấn Tú à, cái trò lừa đảo này của anh, thậm chí còn chuẩn bị đạo cụ nữa sao? Nếu không phải tôi đã quá rõ về anh, thì tôi còn tin là thật đó. Bảo vệ đâu? Trịnh Tổng có gì sai bảo ạ? Thằng nhóc này vừa mới lấy trộm con dấu của công ty, bị tôi tóm được. Mấy người các cậu lôi cậu ta đến phòng bảo vệ kiểm tra rõ ràng, xem còn trộm cái gì khác không. Vâng thưa Trịnh Tổng, chú ý chuyện khám xét toàn thân này khó tránh khỏi sẽ đụng chạm. Nếu cậu ta không hợp tác thì đập cậu ta một trận cũng hợp tình hợp lý thôi. Hiểu rồi thưa Trịnh Tổng. Lên, đụng vào tôi thử xem. Tôi ghét nhất bộ dạng ngu ngốc này của anh. Anh Vũ à, gọi người đến dạy dỗ anh ta một trận ra trò đi. Giờ em nhìn thấy anh ta liền cảm thấy buồn nôn. Cậu dám đánh tôi sao? Giữ cậu ta đi. Dừng tay. Vương Quốc Toàn, ông chủ khách sạn Kim Hải. Vương Tổng à, anh đến rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi vừa bắt được một tên trộm, đang xử lý hắn ạ. Trộm sao? Trộm cái gì? Anh xem đi, vừa nãy cậu ta lấy trộm con dấu của khách sạn chúng ta, còn làm giả cái gì mà hợp đồng chuyển nhượng, còn nói là đến để bàn giao với anh nữa. Còn nói cái gì mà khách sạn Kim Hải chúng ta là của cậu ta nữa. Đúng rồi, cậu ta còn đánh tôi nữa. Sao cơ? Anh chính là Vương Quốc Toàn sao? Không ngờ lại gặp nhau theo cách này. Cậu câm miệng cho tôi, đợi lát nữa tôi sẽ xử lý cậu sau. Anh tên là Lý Tuấn Tú sao? Đúng vậy, là tôi đây. Mấy người có biết anh ấy là ai không hả? Cậu ta không phải chỉ là một tên trộm lừa đảo thôi sao? Tôi biết anh ta. Anh ta chính là tên nghèo nàn ở dưới đáy xã hội. Có vậy thì anh ấy cũng là khách hàng của khách sạn chúng ta. Thân là tổng giám đốc, cậu đối xử với khách hàng kiểu gì đấy? Vương Tổng, sao anh lại đánh tôi chứ? Anh ta mà là khách hàng gì hả? Anh ta có tiền để làm khách hàng của chúng ta sao? Đúng đó, Vương Tổng, chắc anh còn chưa biết. Tên này chính là chồng cũ của tôi. Anh ta chỉ là tên vô dụng. Anh không cần phải kính trọng anh ta thế đâu. Câm miệng hết cho tôi. Giải quyết thế nào đây? Anh Lý, anh muốn giải quyết như thế nào? Là một khách hàng bình thường, trong một khách sạn lớn thế này, bị vu khống như vậy. Vì danh tiếng của khách sạn, tôi kiến nghị đối với loại vô pháp vô thiên này, cậy thế bắt nạt người khác thì nên bị sa thải. Cậu nói cái gì thế hả? Cậu là cái thá gì chứ? Tôi với Vương Tổng có quan hệ gì? Chỉ dựa vào mấy câu của cậu mà muốn sa thải tôi sao? Vương Tổng, có phải anh nhầm lẫn rồi không? Vì chút chuyện vặt này mà anh sa thải tôi sao? Tôi đã đi theo anh nhiều năm vậy rồi, cậu nghe không rõ sao? Lập tức cút ra ngoài. Tại sao chứ? Cậu ta là cái thá gì? Lúc nãy cậu ta còn đánh tôi, anh không giúp tôi mà còn sa thải tôi nữa.
Bảo vệ, lôi hai người này ra ngoài hết cho tôi. Vương Tổng à, đừng mà Vương Tổng. Buông tôi ra. Xin lỗi nhé anh Lý, mong anh lượng thứ. Không sao, loại người này không xứng ở lại khách sạn Kim Hải làm việc. Đúng vậy, tôi sẽ liên hệ với người trong ngành, cùng loại hắn khỏi ngành này, khiến cậu ta hoàn toàn thất nghiệp. Phải rồi, ông Tống đã nói chuyện với anh rồi phải không? Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là ông chủ ở đây. Mời anh đến văn phòng nhé, để tôi bàn giao lại công việc. Được. Đội trưởng Hồ, anh chán sống rồi hả? Anh có biết tôi là ai không? Lúc trước cậu là Trịnh Tổng, cấp trên của tôi. Nhưng Vương Tổng nói rồi, cậu đã bị đuổi rồi. Giờ cậu chẳng là cái thá gì cả. Cút đi, anh. Anh Vũ, rốt cuộc là sao thế? Chẳng phải anh nói Vương Tổng là anh em tốt của anh sao? Sao lại vì tên vô dụng đó mà đuổi việc anh thế? Mẹ nó, sao mà anh biết được chứ? Thằng Lý Tuấn Tú này, không lẽ thật sự đến để tiếp nhận khách sạn Kim Hải đó chứ? Sao có thể như vậy được chứ? Tên ăn hại đó, em còn không hiểu anh ta sao? Theo em thấy Vương Tổng đó hồ đồ rồi, nhìn nhầm Lý Tuấn Tú thành khách hàng lớn. Lý Tuấn Tú, cậu cứ đợi đó cho tôi. Alo, Ngọc Thi. Lý Tuấn Tú, mấy giờ rồi hả? Chẳng phải đi đăng ký kết hôn sao? Anh có đi hay không đây? Tôi sẽ tới ngay. Cục dân chính thành phố Kim Hải. Lý Tuấn Tú, tôi nói trước cho anh biết nhé, cuộc hôn nhân của tôi với anh hoàn toàn là do ý muốn của ba tôi. Anh có thể sống ở nhà tôi, nhưng anh tuyệt đối không được chạm vào tôi. Anh hiểu rồi mà. Nhà của Tống Trường Giang. Ba ơi, sao thế? Có chuyện gì vậy ạ? Vừa hay hai đứa con đều về rồi. Bây giờ công ty đang gặp rắc rối lớn. Rắc rối gì vậy ạ? Thương nhân nổi tiếng thế giới, vô cùng giàu có, Trần Đức Nam đã đến Kim Hải rồi. Trời đất, trong nhật ký của mình có viết ông ấy đến khách sạn Kim Hải thì sao chứ? Ông ta có kế hoạch đầu tư vào Kim Hải. Hơn nữa những doanh nghiệp ở Kim Hải, ai hợp tác cùng ông ta chắc chắn sẽ vươn lên đứng đầu Kim Hải, vô cùng thành công. Chẳng lẽ ông ta còn lợi hại hơn cả ba sao? Nói thừa, ông ta là thương nhân hàng đầu thế giới, nhiều lần lên tạp chí tài chính. Còn ba tôi, quá lắm cũng chỉ là người giàu nhất Kim Hải. Nhưng chúng ta cũng là doanh nghiệp hàng đầu Kim Hải, chắc chắn ông ta cũng sẽ chọn chúng ta. Vấn đề khó nhất bây giờ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, ông chủ của tập đoàn Tôn Thị và Trần Đức Nam có quen biết, là bạn cũ. Cho nên, ông ta chắc chắn sẽ chọn hợp tác với tập đoàn Tôn Thị. Nếu như vậy, tập đoàn Tôn Thị sẽ nhanh chóng đạp đổ chúng ta. Còn chúng ta cũng rất nhanh phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà đã điều tra ra nơi dừng chân của Trần Đức Nam rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đến bàn bạc với Trần Đức Nam trước thôi, xem thử có cơ hội xoay chuyển tình thế không. Còn có thể đảm bảo 100% là có thể thuyết phục được Trần Đức Nam. Vậy cách mà anh đàm phán có phải là nhường hết lợi nhuận cho họ không? Sau đó thì tập đoàn Tống Thị của chúng ta sẽ lỗ nặng đúng không? Không, không những không chịu lỗ mà còn có thể nâng cao giá trị hợp đồng hơn mức bình thường. Anh nói đủ chưa? Đây không phải là trò chơi trẻ con, chuyện này liên quan đến vận mệnh của Tống gia chúng ta. Anh nói rồi, chắc chắn anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như anh không thành công thì mặc cho Tống gia xử lý. Thật thú vị. Đúng là ba không nhìn nhầm mà. Chỉ dựa vào sự tự tin này của con thôi thì đã biết con không phải là người bình thường rồi. Ba à, chuyện này thì có liên quan gì đến việc tự tin hay không chứ? Rõ ràng đây là thần kinh có vấn đề mà. Cuộc đàm phán lần này cứ để cho Lý Tuấn Tú đi cùng con. Hãy nghe theo lời của Lý Tuấn Tú. Ba, đừng nói nữa. Ba đã quyết định rồi. Yên tâm đi, anh sẽ khiến em kinh ngạc. Tôi nói cho anh biết này Lý Tuấn Tú, lúc nãy ba tôi nói lần đàm phán này, nghe theo lời anh là muốn cho anh thể diện thôi. Đừng có cầm cái lông gà mà cứ cho đó là lạnh tiễn. Mọi việc đều phải nghe lời tôi. Đàm phán thì có thể không thành công, nhưng tuyệt đối không thể để cho Tống gia bị mất thể diện được. Vợ à, anh sẽ nghe theo em hết. Tập đoàn Trần Thị, chúng tôi đã bao ở đây hết rồi. Mời các vị về cho. Chúng tôi là tập đoàn Tống Thị, đến đây để bàn chuyện hợp tác với Trần Tổng, Trần Đức Nam. Có hẹn trước không? Đã hẹn với thư ký của Trần Tổng rồi. Phiền anh đi thông báo một tiếng. Xin chào.
Trong hai vị, chỉ có một người có thể vào trong. Hai người chúng tôi đến đây, sao chỉ có một người được vào? Thật ngại quá, chỉ có một người được vào trong thôi. Vậy tôi sẽ vào. Anh ở đây chờ tôi đi. Em đã nghĩ kỹ chưa? Em chỉ chắc chắn 1/10 thôi, còn anh chắc chắn đến 100%. Anh lấy đâu ra 100% chứ? Vợ à, chúng ta là vợ chồng. Em hãy tin anh một lần này thôi. Được. Anh đi đi. Tôi sẽ tin anh lần này. Nếu như anh dám làm mất thể diện của Tống gia, xem tôi xử lý anh thế nào. Cảm ơn vợ. Chờ tin tốt của anh nhé. Trần Tổng, người đã đến rồi. Xin chào Trần Tổng, tôi là đại diện của tập đoàn Tống Thị. Đến đây để bàn chuyện hợp tác với ông. Được rồi. Trần Đức Nam, chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Đàm phán xong rồi đấy. Mời cậu về cho. Cậu không nghe thấy lời tôi nói sao? Nói xong thì cậu có thể đi rồi. Trần Tổng, tôi vừa mới vào thôi. Chúng ta vẫn chưa bàn bạc gì cả. Sao lại nói là xong rồi? Tôi nói xong là xong. Hôm nay tôi đồng ý gặp Tống gia các người là đã cho tập đoàn Tống Thị các người thể diện rồi. Bây giờ thể diện cũng cho xong, cậu có thể đi rồi. Trần Tổng, chúng ta có thể nói chuyện thêm chút không? Tôi đến đây với sự chân thành. Có lẽ cậu không biết, Tôn Tổng của tập đoàn Tôn Thị thân với tôi như là anh em. Làm sao tôi có thể hợp tác với tập đoàn Tống Thị các cậu được đây chứ? Ông và Tôn Tổng thân như anh em thì tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ có cơ hội thân như anh em mà. Mấy lời này của cậu đối với tôi mà nói chỉ là một trò chơi con nít mà thôi. Tiện khách, mời anh. Trần Tổng, chúng ta không nói chuyện hợp tác nữa. Chúng ta nói về việc cứu lấy tính mạng của ông có được không? Cái gì, cậu cứu mạng tôi sao? Tôi có khó khăn gì đâu. Không có thời gian nghe cậu lải nhải. Tôi là con rể của Tống Trường Giang, chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Một ngày trước, tôi vẫn còn là một kẻ vô công dỗi nghề. Tôi và Tống Trường Giang chưa từng gặp nhau, nhưng chỉ trong một ngày, tôi đã trở thành con rể của Tống Trường Giang. Có phải ông nghĩ tôi không được bình thường không? Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo. Ông sắp gặp phải một kiếp nạn lớn. Chỉ có tôi mới có thể cứu mạng ông mà thôi. Được rồi, tôi cho cậu 3 phút. Nói chi tiết ra cho tôi nghe. Tôi gặp phải kiếp nạn lớn đến thế nào, và cậu cứu mạng của tôi bằng cách nào đi. Tôi chỉ nói với một mình ông thôi. Tôi nhường sân khấu lại cho cậu đấy. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Cậu có thể nói rồi đấy. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu nói dối hoặc khiến tôi không vui, vậy thì không có đơn giản là chỉ dừng lại ở việc không hợp tác với các người đâu, sẽ khiến tập đoàn Tống Thị của phải phá sản đấy. Không thành vấn đề. Thưa Trần Tổng, cho tôi hỏi một chút, thư ký của ông đâu rồi? Đây không phải là chuyện mà cậu cần quan tâm. Vào thẳng vấn đề đi. Vấn đề mà tôi nói liên quan đến thư ký của ông. Cô ta không có ở đây. Tôi dám khẳng định, chắc chắn tối nay cô ta sẽ ở trong phòng của ông. Cậu toàn nói mấy câu vô nghĩa. Cô ta là thư ký của tôi, chắc chắn phải chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ của tôi rồi, thì tất nhiên là phải ở trong phòng tôi rồi. Cô ta không chỉ chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ của ông, cô ta còn có nhiệm vụ lấy mạng ông nữa. Cậu nói gì chứ? Lấy mạng tôi sao? Không sai. Chính là buổi tối hôm nay, cô ta sẽ đợi lúc mà ông ngủ, rồi lẻn vào, đi đến phòng của ông, sau đó khiến ông ngạt thở đến qua đời. Cậu đúng là ăn nói lung tung. Thư ký cá nhân của tôi đã theo tôi rất nhiều năm, luôn đối với tôi cực kỳ trung thành. Sao cô ta có thể làm hại tôi chứ? Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá đâu Trần Tổng à. Tôi đã thề thốt nghiêm túc với ông như vậy rồi, chắc chắn không có sai đâu. Vớ vẩn. Làm sao cậu biết cô ấy muốn làm hại tôi? Không lẽ là cậu phái cô ta làm hại tôi sao? Trần Tổng, tôi còn không biết cô ta là ai. Nếu tôi phái cô ta hại ông, vậy tại sao tôi lại nói trước với ông những điều này chứ? Vậy thì cậu đang nói nhảm. Tôi có đang nói nhảm hay không? Ông có thể kiểm chứng mà. Ông chỉ cần tương kế tiểu kế trước, chờ đến tối nay khi cô ta lộ tẩy là được rồi chứ gì. Nực cười. Trần Đức Nam, tôi lẽ nào lại nghe theo lời nói vớ vẩn của cậu sao? Ông có thể thử xem, cũng không có mất mát gì. Lỡ như tôi nói đúng thì sao? Là mạng ông to mất đấy. Đủ rồi, thời gian 3 phút đã hết rồi, không muốn nghe cậu nói nhảm nữa. Trần Tổng, ông nhất định phải suy nghĩ kỹ những lời tôi nói. Người đâu? Đưa cái tên ngạo mạn này ra khỏi đây mau. Trần Tổng, Trần Tổng à, nhất định phải nhớ kỹ những gì tôi nói.
Chuyện gì vậy? Tính khí của Trần tổng này không tốt lắm. Nói được một lúc đã nổi giận. Vậy chuyện hợp tác có thành công không? Trước mắt vẫn chưa thành công, nhưng anh cảm thấy vẫn sẽ còn cơ hội. Cái gì mà còn cơ hội? Bây giờ không thuyết phục thành công thì sau này lấy đâu ra cơ hội nữa? Anh còn bị đuổi ra ngoài nữa. Có phải anh đã nói gì sai, đắc tội với Trần tổng không? Đúng là anh đã chọc giận ông ấy, nhưng anh không nói gì sai cả. Lý Tường Tú ơi là Lý Tường Tú, đáng ra tôi không nên tin tưởng anh. Trần tổng mà anh cũng dám chọc giận, anh muốn hại cả Tống gia chúng tôi, có đúng không? Vợ, em nghe anh giải thích một chút, có được không? Đừng gọi tôi là vợ. Tôi thật sự rất thất vọng về anh. Vợ, vợ ạ. Trần tổng à. Thư ký Triệu, thư ký của ông chủ tập đoàn Trần Thị. Quần áo mà ông cần mặc cho ngày mai tôi đã chuẩn bị xong, để trong tủ quần áo của ông rồi. Thư ký Triệu, trạng thái hôm nay của cô có vẻ không được tốt cho lắm. Không sao, tôi vẫn ổn mà. Tinh thần không tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. Cảm ơn Trần tổng quan tâm. Phòng của cô có phải kế bên phòng tôi không? Đúng vậy, Trần tổng. Được rồi, không có việc gì, cô quay về đi. Được, vậy có việc gì, ông hãy gọi cho tôi nhé. Thư ký Triệu, có chuyện gì vậy Trần tổng? Cô đi theo tôi mấy năm rồi? Tôi theo ông năm nay là năm thứ 5 rồi. Tôi đối xử với cô có tốt không? Trần tổng, ông quan tâm tôi, coi tôi như người thân. Không còn chuyện gì nữa, cô về đi. Dạ vâng. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nhà của Tống Trường Giang, Lý Tuấn Tú, rốt cuộc con và Trần Đức Nam đã nói những gì? Tại sao ông ấy lại đuổi con ra ngoài? Không nói gì cả. Con vừa tra một số thông tin của Trần Đức Nam, ông ấy là người thận trọng và đa nghi. Mặc dù đã đuổi con ra ngoài, nhưng bây giờ con lại cảm thấy rất có niềm tin. Nếu không có gì bất chắc, ngày mai chúng ta có thể hợp tác với Trần Đức Nam, mà còn là hợp tác chiến lược nữa. Lý Tuấn Tú, anh có thể thực tế chút không? Sự tự tin của anh kiếm ở đâu ra vậy? Bây giờ không tiện nói, chờ ngày mai xem kết quả đi. Anh như vậy sẽ làm tập đoàn Tống Thị bị hại toang mất thôi. Được rồi, nếu Lý Tuấn Tú nói là đợi kết quả ngày mai, vậy thì con đừng vội, chờ ngày mai xem kết quả. Ba, sao ba có thể tin tưởng anh ta như vậy? Nếu đã lựa chọn tin tưởng thì không được hoài nghi. Chưa bao giờ ba nhìn sai người cả. Trần Đức Nam, đi đi. Thư ký Triệu, quả nhiên là cô muốn làm hại tôi. Nói đi, tại sao lại muốn làm hại tôi? Tại sao ông lại biết trước tôi muốn làm hại ông? May mắn thay, tính tôi thận trọng đa nghi. Nếu không, tôi đã bị làm hại dưới tay cô. Không thể nào, ông không thể biết trước kế hoạch của tôi. Đây là ý trời. Trời không muốn tôi đi, cho tôi vị cứu tinh. Tôi đối xử tốt với cô như vậy, cô lại lấy oán trả ơn. Cô tiêu đời rồi. Vợ, chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp rồi. Đừng bắt anh ngủ dưới sàn nhà nữa. Anh im miệng, tôi để anh ngủ ở phòng của tôi là vì để ba tôi xem. Nếu anh không muốn thì anh ra ngoài ngủ đi. Được, được rồi, anh ngủ dưới sàn trong trường em. Được rồi chứ. Hôm nay anh đã đồng ý với chúng tôi rồi. Nếu ngày mai Trần Đức Nam không đến tìm chúng ta hợp tác, vậy tôi sẽ nói với ba tôi, anh không đáng tin, muốn ly hôn với anh. Vậy nếu ông ấy đến tìm chúng ta hợp tác thì sao? Nếu đúng như anh nói, vậy thì quá kỳ lạ rồi. Nếu đúng như anh đã nói, thì tôi sẽ theo anh về gặp ba mẹ, rồi ngày mai để anh được ngủ trên giường. Được thôi, không vấn đề gì. Được, nói phải giữ lời đấy. Thật đáng mong đợi. Dậy sớm thế.
Nhật ký đâu? Lười biếng một hôm. Hôm nay không có nhật ký. Tại sao lại lười biếng chứ? Thôi kệ đi, bây giờ mình cũng đang ở đỉnh cao của cuộc đời rồi. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Alo vợ, mau đến công ty. Có chuyện gì thế? Mau lên. Được. Anh đến rồi. Có chuyện gì mà gấp thế? Trần Đức Nam đến rồi, chỉ đích danh nói đến tìm anh. Mình nói mà, kiểu nào ông ấy cũng sẽ đến. Nói không chừng là hôm qua anh đắc tội với người ta, hôm nay người ta cố tình đến làm phiền anh đấy. Nhanh đến phòng khách đi. Trần Tổng, đây là Lý Tuấn Tú. Tôi sẽ giải thích với ông. Này, Lý Tuấn Tú, vị cứu tinh của tôi. Trần Tổng, những gì tôi nói đều là thật đúng không? May mà hôm qua tôi đã nghe lời cậu. Nếu không tôi thật sự đã... Cậu đã cứu tôi một mạng. Xin hãy nhận một lại của tôi. Không được, không được đâu. Lý Tuấn Tú, chuyện gì thế? Sao anh lại cứu Trần Tổng một mạng? Đây là bí mật giữa anh và Trần Tổng. Hôm nay tôi đến là bởi vì việc hợp tác với tập đoàn Tống Thị. Vậy là ông đồng ý đưa cơ hội hợp tác lần này cho tập đoàn Tống Thị chúng tôi sao? Đồng ý, rất đồng ý. Tôi sẵn sàng trở thành đối tác làm ăn với các người. Hơn nữa, lần hợp tác này, chúng tôi đầu tư không lấy lợi nhuận. Tất cả lợi nhuận đều cho tập đoàn Tống Thị. Thật là tốt. Cảm ơn Trần Tổng. Được rồi, chuyện hợp đồng đã giải quyết xong. Thế nào hả vợ? Không làm em thất vọng chứ? Thật sự không ngờ anh cũng có năng lực thật đó. Chứ sao? Vì anh trước giờ không làm những chuyện không chắc chắn. Không phải Trần Đức Nam nói anh đã cứu ông ấy một mạng sao? Vậy nghĩa là gì? Anh đã nói với em rồi. Đó là một bí mật nho nhỏ giữa anh và ông ấy. Em nhìn vào kết quả là được. Một khi lần hợp tác này hoàn tất, chúng ta có thể nhanh chóng bỏ lại tập đoàn Tôn Thị ở phía sau, ổn định được địa vị của doanh nghiệp đứng đầu ở Kim Hải. Vậy thì tôi thật sự phải thay mặt cho Tống gia cảm ơn anh rồi. Không cần. Chúng ta đều là người nhà. Đúng rồi, em đừng có quên, tối hôm qua đã đồng ý hai điều kiện với anh đó. Điều kiện gì chứ? Thứ nhất, đi gặp ba mẹ anh. Thứ hai, anh muốn được ngủ trên giường. Điều kiện thứ nhất, tôi có thể đồng ý đi với anh. Điều kiện thứ hai thì nói sau đi. Em nói không giữ lời gì hết. Được rồi, giờ sẽ đi qua nhà anh để gặp ba mẹ anh. Có đi không? Không đi thì thôi. Đi chứ, đi liền bây giờ. Mẹ, Tuấn Tú con về rồi. Con chào gì? Người này là... Vào nhà đi rồi nói. Tuấn Tú về rồi à? Ba mẹ, Mỹ Mỹ đâu? Đã đi học rồi. Tuấn Tú, con vẫn chưa giới thiệu. Người này là ai vậy? Con xin chính thức giới thiệu. Đây là con dâu của ba mẹ, cũng là vợ của con, Tống Ngọc Thi. Cái gì? Con nói nhảm gì vậy? Con đang quay phim ở đây phải không? Mẹ, con quay phim gì chứ? Cả hai tụi con đều đã đăng ký kết hôn rồi. Ngô Mai đâu? Ngô Mai không phải là vợ con sao? Hay là Ngô Mai đã phẫu thuật thẩm mỹ, thành ra diện mạo như này rồi. Con đã ly hôn với Ngô Mai rồi. Đây là Tống Ngọc Thi. Hôm qua tụi con đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Con nói đùa gì vậy? Chuyện này thật là vớ vẩn. Đúng vậy đó. Mấy ngày trước, con với Ngô Mai không phải vẫn còn bình thường sao? Sao bây giờ lại ly hôn rồi? Rồi mới đó đã tái hôn lại. Ba mẹ, chuyện thực sự hơi đột ngột. Nhưng con đảm bảo hai điều. Thứ nhất, con không phụ lòng Ngô Mai, là cô ta phụ lòng con. Thứ hai, con với Ngọc Thi không phải là trò đùa. Tụi con nghiêm túc đấy. Chuyện này thật nhảm nhí. Chú với gì à? Hôm nay con đến đây đúng thật là có hơi đường đột.
Nhưng tụi con là thật lòng đến bên nhau. Tụi con cũng là vợ chồng hợp pháp. Tuấn Tú, thằng bé này từ nhỏ đã hiểu chuyện. Tóm lại, đây vẫn là chuyện của hai đứa. Ba mẹ cũng không biết thực hư câu chuyện. Ba mẹ sẽ không can thiệp. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được. Cảm ơn mẹ. Thật là xấu hổ, Lý Tuấn Tú. Chuyện này như biến tôi thành tiểu tam, chen chân vào hôn nhân của hai người. Em với anh biết, thực hư câu chuyện như nào là được rồi. Đừng quan tâm họ nghĩ gì. Hôm nay cảm ơn em đã cùng anh đi gặp ba mẹ. Cảm ơn tôi làm gì? Là do tôi đã hứa với anh thôi. Hôm nay đã ký được một thỏa thuận lớn như vậy với Trần Đức Nam. Còn đi gặp ba mẹ, chúng ta tìm một quán bar uống một chút để ăn mừng đi. Được thôi, uống thì uống. Cạn ly. Quán bar Kim Hải. Anh Vũ, anh xem ai kìa. Trùng hợp vậy. Đi. Tôi còn tưởng ai? Quan gia ngõ hẹp. Sao lại là hai người? Lý Tuấn Tú. Cũng khá đó. Mấy ngày không gặp. Bây giờ đã cùng người đẹp ngồi đây uống rượu rồi. Hai người này là ai vậy? Đây là vợ cũ của anh. Còn người này là người đàn ông của cô ta. Cũng là tổng giám đốc của khách sạn Kim Hải trước đây. Lúc trước có nghe anh nói đến. Dạo này cậu sống sung sướng thật. Sung sướng hay không liên quan gì đến cậu? Lúc trước tôi làm việc ở khách sạn Kim Hải, lương hàng năm cũng vài triệu. Tự nhiên cậu đến chen chân vào, làm Vương tổng hiểu lầm, rồi đuổi việc tôi. Cậu đá chén cơm của tôi. Chuyện này cậu tính sao? Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải là người đá chén cơm của cậu, mà là chính cậu. Vẫn còn kiêu ngạo được. Nếu không phải anh Vũ bây giờ vẫn được làm tổng giám đốc của khách sạn Kim Hải. Hai người còn có việc gì không? Không có thì mau cút đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho hai người đâu. Hôm nay cậu gặp tôi, cậu không muốn phí thời gian thì cũng phải lãng phí. Vừa hay tôi không cần đi tìm cậu khắp nơi nữa. Hôm nay tôi giải quyết cho xong với cậu. Trịnh Vũ, lần trước ở khách sạn Kim Hải, cậu chịu thiệt vẫn chưa đủ sao? Có phải cậu muốn phải sứt đầu mẻ chán mới chịu đúng không? Đừng có nhắc đến khách sạn Kim Hải với tôi. Đúng rồi, không phải cậu tiếp quản rồi sao? Cậu tiếp quản thế nào rồi? Anh Vũ, đừng trêu chọc anh ta nữa. Em dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đó là khoác lác thôi. Em đã ở với anh ta mấy năm liền. Anh ta là người như nào em còn không biết sao? Muốn tiếp quản khách sạn Kim Hải, tiếp sau anh kiếm nhà nào tốt hơn để đầu thai đi. Lý Tuấn Tú, chúng ta đi thôi. Đi. Muốn đi à? Tôi không cho các cậu đi. Các cậu đi được không? Có đi được hay không không phải do cậu quyết định. Thật trùng hợp, quán bar này vừa hay lại là của người anh tôi mở. Trong đây đều là người của tôi. Tôi không cho cậu đi thì các cậu cũng không đi được đâu. Được, cậu nói đi. Muốn làm gì? Cậu đã hại tôi ra như này. Để tôi dạy dỗ lại cậu. Không có ý kiến gì chứ? Cậu quỳ xuống cho tôi. Dùng lưỡi của cậu liếm sạch sẽ những mảnh thủy tinh này cho tôi. Rồi nuốt xuống bụng. Tôi sẽ để các cậu đi. Còn không nhanh quỳ xuống liếm sạch sẽ, nếu không anh Vũ của tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Nếu cậu không muốn liếm cũng được. Cậu bảo cô ta làm thay cậu, tôi cũng chấp nhận. Cậu đừng có quá đáng. Đúng, đúng vậy, là tôi quá đáng đó. Đây là địa bàn của tôi. Tôi quá đáng một lần thì làm sao? Hai người các cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc ai sẽ quỳ xuống liếm đây? Ân oán giữa hai chúng ta thì chúng ta giải quyết. Cậu để cô ấy đi. Thương hoa tiếc ngọc à? Tình cảm của hai người thật sâu đậm. Cậu càng như vậy, tôi càng thấy phấn khích. Hôm nay cả hai người không ai được đi hết. Nếu không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ không để hai người đi ra khỏi đây. Người đâu? Anh Vũ, nếu hôm nay anh dám đụng vào chúng tôi, các anh cũng sẽ tiêu đời. Cô gái nhỏ của cậu còn dám đe dọa tôi. Cậu xem Trịnh Vũ tôi là cái gì hả? Cậu có biết cô ấy là ai không? Đừng nói cậu, 100 người như cậu cũng không làm gì được cô ấy. Ăn to nói lớn thật. Cậu càng nói như thế, tôi càng thấy thú vị đó. Hôm nay
Tôi vẫn muốn chọc thử. Tôi muốn xem người không dễ chọc ra sao. Tôi đổi ý rồi. Cô cởi quần áo của mình ra. Từng cái một cởi hết ra cho tôi. Đi vòng quanh quán bar. Đi ba vòng. Để mọi người được vui vẻ. Tôi sẽ để hai người đi. Anh đợi đó cho tôi. Sao vậy? Báo cảnh sát sao? Tôi nhắc lại cho cậu một lần nữa. Cô ấy là thiên kim của tập đoàn Tống Thị. Nếu như cậu dám động tới cô ấy thì đúng là cậu chán sống rồi đó. Cái gì? Thiên kim của tập đoàn Tống Thị sao? Cậu coi tôi là đồ ngu hả? Thiên kim của tập đoàn Tống Thị có thể ngồi đây uống rượu với kẻ thua cuộc như cậu sao? Cậu đang mơ đấy à? Nhìn cái bộ dạng này thì cũng chỉ giống như một đứa tiếp rượu mà thôi. Còn giả làm đại tiểu thư của tập đoàn Tống Thị nữa chứ. Thật là buồn cười. Ngô Mai à, cô nói nàng chú ý chút đi. Nếu như hôm nay mấy người dám động đến cô ấy thì tôi sẽ liều mạng với mấy người. Thật là cảm động quá đi. Cậu nghe cho rõ đi. Tôi vừa nói rồi, bảo cô ta cởi quần áo ra, xoay ba vòng ở đây. Nếu như cô không cởi thì tôi sẽ gọi người đến cởi cho cô. Cậu dám? Cậu xem tôi dám hay không? Cậu kia, cởi quần áo của cô gái này ra cho tôi. Tôi xem ai dám. Lý Tương Tú, cậu tránh ra cho tôi. Tôi đã nói, ai dám động vào cô ấy dù chỉ một chút thì tôi sẽ liều mạng với người đó. Thằng khốn, mấy người đúng là coi trời bằng vung mà. Cậu còn dám đánh tôi à? Lên hết cho tôi. Sự đẹp bọn họ, lên. Chán sống thì lên đây. Có chuyện gì vậy? Anh Quý, anh đến rồi. Anh đến rồi. Lê Quý, ông chủ quán bar. Tiểu Vũ à, ở đây sao vậy? Là thế này, tôi ở quán bar của anh gặp phải kẻ thù của mình. Tôi mượn mấy người anh em của anh dạy cho hắn một bài học. Anh em thì cậu tứ tùy tiện sai bảo là kẻ thù của tiểu Vũ cậu, thì cũng là kẻ thù của Lê Quý tôi. Cứ làm đại đi, lỡ có chuyện gì xảy ra Lê Quý tôi gánh cho. Cảm ơn anh Quý ạ. Con nhỏ này không tệ nha. Đừng làm cô ta bị thương nhé. Trừ lại cho tôi đấy. Buổi tối đưa cô ta đến làm ấm giường cho tôi. Anh chính là ông chủ của quán bar đúng không? Anh không nên để người khác gây chuyện ở quán bar của anh chứ. Như vậy sẽ chỉ gây rắc rối cho anh thôi. Gây rắc rối sao? Lê Quý tôi đó giờ không sợ rắc rối. Đặc biệt là vì anh em của mình. Anh Quý, anh có biết vừa rồi bọn họ đã nói gì không? Chính là cô gái này. Vừa rồi cô ta nói cô ta chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tống Thị đó. May mà tôi biết lai lịch của bọn họ. Nếu không thì chắc tôi đã tin bọn họ thật rồi đó. Thiên kim tiểu thư của Tống Thị này hạ cố đến quán bar của tôi, vậy thì tôi phải chào đón nồng nhiệt rồi. Mau đưa đến phòng tôi, tôi sẽ tiếp đãi cô thật tận tình nhé. Buồn cười lắm sao? Tất nhiên là buồn cười rồi. Cậu có biết tôi là ai không? Đại ca của tôi chính là đại cổ đông kiêm phó tổng của tập đoàn Tống Thị. Anh Thành, nói như vậy thì chúng tôi đều là người của tập đoàn Tống Thị rồi nhỉ? Đều là người một nhà cả rồi. Chỉ tiếc là họ là đồ giả mạo thôi. Thành tổng mà anh nói, có phải là Hồ Nhất Thành hay không? Cô cũng biết được tên đầy đủ của anh Thành luôn sao? Anh Quý, anh đừng để bị bọn họ lừa đó. Hai người bọn họ chỉ là kẻ thất bại thôi. Tôi có quen bọn họ. Cái này còn cần cậu nhắc sao? Bộ tôi còn không nhìn thấy à? Mặc toàn đồ rẻ tiền, còn bày đặt ở đây tỏ vẻ ta đây nữa chứ. Vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Hồ Nhất Thành, bảo hắn tới đây một chuyến nhé. Thật là cô dám làm thật đấy à? Gọi điện cái quái gì chứ? Không có cửa đâu. Cô muốn gọi cảnh sát chứ gì? Để cô ta gọi đi. Anh Quý à, chuyện này chơi sao? Tôi cứ thích chơi đấy. Chuyện này thú vị biết bao. Được thôi, gọi đi. Nếu như cô dám báo cảnh sát, tôi đánh gãy chân cô đó. Hồ tổng Hồ Nhất Thành đó sao? Tôi đang ở chỗ đàn em của anh, tên là Lê Quý, ở quán Ba Kim Hải. Bây giờ anh đến đây một chuyến, có việc gấp. Tôi muốn thấy anh trong vòng 10 phút nữa. Cái gì cơ? 10 phút sau? Không làm diễn viên, thật đáng tiếc đó. Tôi nói này, đợi 10 phút làm gì nữa chứ? Trực tiếp xử lý cô ta đi, cần gì phải lãng phí 10 phút? Gấp cái gì? 10 phút thì 10 phút. Ở địa bàn của tôi, bọn họ chạy không thoát được đâu. Hết 10 phút thì tôi muốn xử lý người đẹp này. Xong rồi thì các anh em cũng có thể nếm thử. Vẫn là anh Quý biết cách chơi.
để tôi xem mấy người vui vẻ được bao lâu. Tôi không ưa gì cái loại người như cậu. Không ngờ ông đây đến quán bar dạo một vòng còn có thể thấy được vở kịch hay như thế này, đúng là không uổng công vô ích mà. Anh Quý, nếu anh muốn xem kịch phim được dịch Thuyết Minh thì đợi lát nữa tôi sẽ cho anh xem một vở kịch hay, đảm bảo là kịch bản mà anh thích. Vẫn là anh em của tôi hiểu tôi. Hồ Nhất Thành, phó tổng tập đoàn Tống Thị, chạy nhanh một chút đi, làm lỡ chuyện của đại tiểu thư thì coi như tôi xong đời đó. Thời gian 10 phút sắp hết rồi đấy. Không phải cô nói có thể gọi anh Thành đến đây sao? Người đâu rồi? Sao tôi không thấy nhỉ? Anh Quý à, lời của loại người này nghe cho vui là được rồi. Người đâu? Quần áo của cô gái này, cởi ra hết cho tôi. Vở kịch này tôi sẽ để cho anh Quý là nam chính. Dừng tay. Ôi anh Thành à, sao anh lại đến đây? Anh Lý, tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Anh gọi cô ta là tiểu thư sao? Hồ Tổng à, anh đến thật đúng lúc. Anh mà đến muộn thêm một phút nữa thôi thì quần áo của tôi chắc là sẽ bị lũ người của Lê Quý đây lột xuống hết đó. Cái gì? Mấy tên đàn em này của anh còn giang hồ hơn cả bọn xã hội đen nữa đó. Anh Thành à, chuyện này Lê Quý, cậu to gan lắm. Cô ta thật sự là đại tiểu thư Tống ra sao? Đây là đại tiểu thư của tập đoàn Tống Thị, còn đây là người thừa kế của tập đoàn Tống Thị, tân chủ tịch. Cái gì cơ? Không thể nào. Cái tên này sao có thể là tân chủ tịch của tập đoàn Tống Thị được chứ? Mới mấy ngày trước, ngay cả mua đôi vớ 5 tệ anh ta còn không nỡ, sao anh ta lại đột nhiên trở thành chủ tịch của tập đoàn Tống Thị rồi? Đúng vậy, chắc chắn là giả mạo đó. Anh Thành à, anh chắc chứ? Cầm miệng cho tôi. Tôi nói là anh ta thì đúng là anh ta. Hồ Tổng à, mấy tên này anh sẽ xử lý thế nào đây? Toàn bộ đều do anh Lý quyết định. Anh bảo xử lý thế nào thì tôi sẽ xử lý thế ấy. Mấy người này là lấy danh nghĩa của tập đoàn Tống Thị làm hùm làm hổ, không coi luật pháp ra gì, ép người quá đáng. Tôi không quan tâm anh sử dụng biện pháp nào. Tôi muốn thấy anh khiến cho bọn họ mất hết tất cả, không còn chỗ để chờ mình. Nếu không tôi sẽ hỏi tội anh đó. Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Anh Thành à, tôi là anh em của anh đó, anh không được đối xử với tôi như thế. Đã đắc tội với anh Lý và cô Tống thì cậu có là ba tôi cũng vô dụng. Anh Lý à, cô Tống à, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Tôi cũng vì bị hai đứa khốn này lừa gạt thôi à. Tôi tạ lỗi với anh. Tôi không phải người, tôi đúng là không phải người. Đúng vậy, anh nên đánh, tiếp tục đánh, không được dừng lại. Xin anh Lý hãy tha cho tôi quỳ xuống cho anh nhé. Lý Tuấn Tú, một ngày làm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, anh sẽ không lấy mạng tôi đâu đúng chứ? Anh Lý ơi, tôi cũng là do bị người phụ nữ này mê hoặc thôi. Xin anh Lý thứ lỗi. Loại người bại hoại như các người không có chỗ nào đáng thương cả. Ngọc Thi à, chúng ta đi. Đi thôi. Hồ Tổng, chuyện bên này giao cho anh. Đừng quên mấy lời tôi đã nói với anh đó. Anh Lý yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Anh Lý à, đừng đi mà. Anh Lý ơi. Anh Thành à, tôi thật sự không biết tôi đã chọc phải hai ông lớn mà. Không biết thì không có tội. Lê Quý ơi, là Lê Quý, cậu hại chúng ta thảm rồi. Đồ vô dụng cậu, cứ đợi đi ăn xin đi. Anh Thành, anh đừng đi mà. Anh Quý à, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Cậu còn hỏi tôi phải làm gì sao? Ông đây bị cậu hại thảm rồi. Không phải cậu luôn miệng nói hai người họ là tên nghèo kiết xác sao? Là kẻ thất bại sao? Giờ thì tốt rồi, tên nghèo kiết xác lại thành tỷ phú của Kim Hải. Tôi cũng không biết là chuyện gì. Lý Tuấn Tú đó vốn dĩ là một kẻ thất bại mà. Đúng vậy, cái tên Lý Tuấn Tú đó là chồng cũ của tôi, sao tôi có thể không biết chứ? Cầm miệng đi. Ông đây bị cô hại thảm rồi đây. Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đủ rồi, đắc tội với tập đoàn Tống Thị. Từ hôm nay, ác mộng của chúng ta bắt đầu rồi đó. Người đâu, đem hai tên thảm hại này đánh một trận cho tôi. Nếu không tôi không nuốt nổi cục tức này. Anh Quý à. Xin lỗi vợ. Hôm nay đều tại anh, làm em hoảng sợ rồi. Tôi không sao, cũng không có trách anh. Trái lại không ngờ rằng anh cũng rất dũng cảm đấy. Đầu của anh thật sự không sao chứ? Không sao, đầu anh cứng lắm. Cái ly bé xíu không là gì với anh cả. Thảo nào, anh ly dị với vợ cũ. Hôm nay tôi thực sự được mở mang tầm mắt rồi. Những người như vậy không thể được coi là con người.
Alo mẹ, ở nhà có chuyện rồi. Con mau quay về đi. Chuyện gì thế? Con quay về thì con sẽ biết thôi. Mau lên. Được, con sẽ quay về ngay. Vợ à, ở nhà có chút chuyện, anh phải quay về. Vậy anh mau chóng về đi. Có cần tôi đi cùng anh không? Không cần đâu, để tài xế đưa em về. Anh đi xem có chuyện gì. Nếu có gì cần giúp, hãy gọi điện cho tôi. Tuấn Tú, có chuyện gì vậy mẹ? Con tự vào xem đi. Mỹ Mỹ, bà ơi, bảo bối lại đây bà ông nào, bà ông con nhé. Mỹ Mỹ, con về phòng với bà nội, nghỉ ngơi trước, có được không? Dạ được, ngoan lắm, con đi đi, mẹ. Mỹ Mỹ ngoan, về phòng ngủ với bà nội. Chồng, anh về rồi à? Cô làm gì ở đây? Anh nói gì thế? Đây vốn là nhà của em mà. Em đến thăm Mỹ Mỹ. Có ý gì? Lúc nãy ở quán bar, em còn chưa nói xong anh đã đi rồi. Thực ra em với Trịnh Vũ không có gì với nhau cả. Chúng em chỉ là góp vui lấy lệ thôi. Cô với cậu ta có gì, có liên quan gì đến tôi chứ? Chúng ta đã ly hôn rồi. Bản thân cô cũng nói sau này sẽ không lo cho Mỹ Mỹ nữa. Cô còn tới đây làm gì? Rốt cuộc hai đứa con là như thế nào vậy? Ba cũng bị làm cho rối tung rồi. Ba không cần quan tâm đến đâu. Con và người phụ nữ này đã ly hôn rồi. Nếu cô còn chút liêm sỉ thì mau cút khỏi đây đi. Sao em lại không có liêm sỉ chứ? Em đến để giải thích với anh. Quả thật chúng ta ly hôn cũng có chút bốc đồng. Chúng ta có thể tái hôn mà. Em vẫn còn yêu anh. Em sẽ đối xử tốt với anh cả đời. Tốt với ba mẹ, tốt với Mỹ Mỹ. Đủ rồi đấy. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang muốn cái gì. Vì cô đã biết tôi được thừa kế tập đoàn Tống Thị nên bây giờ hối hận rồi phải không? Không, không liên quan gì đến chuyện đó cả. Chủ yếu là vì tình cảm của chúng ta. Chúng ta đã bên nhau rất nhiều năm rồi. Ly hôn rồi em mới biết. Em thực sự không thể rời xa anh. Bây giờ cô nói với tôi những điều này, tôi thực sự cảm thấy kinh tởm. Vậy anh đừng nghĩ tới lợi ích của em. Anh nghĩ tới lợi ích của Mỹ Mỹ đi. Nghĩ tới lợi ích của con gái chúng ta. Chúng ta tái hôn được không? Mỹ Mỹ không thể không có mẹ. Tôi thật sự không biết sao cô có thể nói ra những điều này. Vì muốn tốt cho Mỹ Mỹ sao? Cô đừng quên, mấy ngày trước cô đã nói những gì. Tôi cũng sẽ không tước đi quyền làm mẹ của cô. Cô muốn thăm Mỹ Mỹ thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Nhưng muốn tái hôn với tôi, không có chuyện đó đâu. Tôi và cô không liên quan gì đến nhau cả. Lý Tuấn Tú, anh tuyệt tình đến vậy sao? Tôi thật lòng nói cho cô biết, tôi đã kết hôn rồi. Người hôm nay mà cô gặp, đại tiểu thư của Tống gia, chính là vợ của tôi. Đúng rồi, cô với anh Vũ của cô sống tốt nhé. Lý Tuấn Tú, anh cho em một cơ hội nữa thôi. Em nhất định sẽ tốt với anh. Đừng ép tôi phải chửi cô, mau cút đi. Ngủ rồi sao? Vậy thì mình không khách sáo nữa. Dù sao hôm qua cũng đã đồng ý để cho mình hôm nay ngủ trên giường rồi. Anh làm gì vậy? Sao em vẫn chưa ngủ? Anh tưởng em ngủ rồi chứ. Anh vén chăn của tôi làm gì? Anh lên giường ngủ đây. Hôm nay anh buồn ngủ lắm rồi. Anh trải chăn đệm ra. Nằm chăn đệm dưới đất đi. Hôm qua em đã hứa với anh rồi. Hôm nay anh có thể ngủ trên giường. Em không được nuốt lời đấy. Anh muốn gì? Tôi nói cho anh biết, mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận anh. Đừng có mà làm bậy. Được rồi, anh ngủ trên giường. Không làm gì cả, được chưa? Ngủ đây, ngủ ngon. Không làm gì cả, vậy anh ngủ trên giường làm gì? Vậy em muốn anh làm gì? Tôi... Anh nằm cái đệm dưới đất đi. Được, anh nằm đệm dưới đất. Không chiều em nữa. Nhà của Tống Trường Giang. Sau khi ký được hợp đồng lớn với Trần Đức Nam, cổ phiếu tập đoàn Tống Thị của chúng ta tăng như diều gặp gió. Hiện tại tổng giá trị thị trường so với tháng trước đã tăng 71%. Được. Tốt. Tốt lắm.
Đây đều là công lao của Lý Tấn Tú. Không dám, nếu không có ba thì con chẳng là gì cả. Ba đã chuẩn bị rồi, kể từ ngày mai sẽ nghỉ hưu. Lý Tuấn Tú, con sẽ thay thế ba ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Tuần sau sẽ tổ chức lễ nhậm chức, với lại tổ chức hôn lễ cho các con. Ba, tổ chức đám cưới thì được. Con và Ngọc Thi, hiện tại tụi con đã đơm hoa kết quả, nhưng việc tiếp nhận vị trí chủ tịch thì phải chờ thêm một thời gian nữa, năng lực của con không đủ. Con đừng từ chối nữa. Con cũng biết, một khi ba đưa ra quyết định sẽ không thay đổi mà. Được, con xin thề, cả đời này sẽ chung thủy với Ngọc Thi và trung thành với Tống gia. Nhà của ba mẹ Lý Tuấn Tú, Mỹ Mỹ, mẹ đưa con về nhà 2 ngày nhé. Không muốn, con muốn ở nhà bà nội chơi. Mẹ đưa con đi công viên giải trí chơi, có chịu không? Tôi sẽ đưa Mỹ Mỹ qua chỗ tôi 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi. Cô muốn đưa Mỹ Mỹ đi mấy ngày như vậy? Cô đã hỏi qua Tuấn Tú chưa? Là ý gì đây? Tôi đưa con gái ruột của mình ra ngoài đi chơi, tại sao tôi lại phải nói với Lý Tuấn Tú chứ? Lẽ nào ly hôn rồi thì tôi không có quyền làm mẹ sao? Không phải thế. Mỹ Mỹ không muốn đi. Nó là con gái của tôi. Mẹ thương con hơn hay là bà nội đây? Không đến lượt bà lên tiếng. Đi thôi Mỹ Mỹ. Nhà của Tống Trường Giang, Lý Tuấn Tú, công ty tùy ý con quản lý. Nhưng Ngọc Thi, sau này nếu con dám làm điều gì có lỗi với nó, ba tuyệt đối không tha cho con đâu. Ba cứ yên tâm, cả đời này con sẽ đối xử tốt với Ngọc Thi. Em nhớ dai lắm đó. Alo mẹ, Mỹ Mỹ bị Ngô Mai đưa đi rồi, con có biết không? Khi nào vậy mẹ? Cũng được mấy tiếng rồi. Hiện tại đồng hồ thông minh của Mỹ Mỹ đột nhiên bị mất tín hiệu rồi, không định vị được nó ở đâu. Hơn nữa mẹ gọi cho Ngô Mai cũng gọi không được. Mẹ, đừng quá nôn nóng, giờ con về ngay. Bà Ngọc Thi, con phải về nhà một chuyến. Bên phía con gái con xảy ra chút chuyện. Vậy con mau về đi. Dù có chuyện gì xảy ra, luôn có tập đoàn Tống Thị giúp đỡ con. Cảm ơn ba. Khu dân cư Hoa Viên. Lấy thuốc này cho con nhỏ này uống đi. Thuốc? Đây là thuốc gì? Lắm lời. Tất nhiên là thuốc ngủ rồi. Con bé vẫn còn nhỏ, anh muốn con bé uống thuốc ngủ để làm gì chứ? Tôi sợ lát nữa nó tỉnh dậy la hét om sòm. Uống một viên là yên tĩnh ngay. Không được, anh đã nói là sẽ không làm hại con gái của em rồi mà. Bắt con bé là chỉ để đòi tiền của Lý Tuấn Tú thôi. Đúng, là tôi đã nói như vậy. Nhưng bây giờ nó đã đến chỗ của tôi rồi thì không đến lượt cô lên tiếng đâu. Nếu như tôi không thể lấy được tiền thì tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Anh Vũ, em xin anh đó, đừng bắt con bé uống thuốc ngủ có được không? Em hứa với anh là con bé sẽ không khóc, không ổn đâu. Không uống cũng được thôi. Nhưng tôi nhắc nhở cô một câu, nếu nó dám kêu lên một tiếng thôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Được rồi, anh Vũ, em hứa với anh mà. Cũng lâu rồi đấy, mau gọi điện đi. Mỹ Mỹ thế nào rồi? Tuấn Tú, Mỹ Mỹ được mẹ con bé đón đi rồi. Lúc đó mẹ cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà định vị trên đồng hồ của con bé đột nhiên biến mất. Tiếp đó là cũng không gọi được cho Ngô Mai. Mẹ liền vô cùng lo lắng. Theo lý thì Mỹ Mỹ là con gái ruột của nó, chắc là nó sẽ không làm hại con gái mình đâu. Loại người phụ nữ này không thể nghĩ về cô ta theo cách thông thường được. Con đã quá hiểu cô ta rồi. Cô ta là một người phụ nữ lòng tham vô đáy, vì tiền mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Mỹ Mỹ có khi nào gặp nguy hiểm không? Hộ giữ không ăn thịt con. Ba không tin là Ngô Mai sẽ làm hại Mỹ Mỹ đâu. Con chỉ sợ cô ta sẽ lấy Mỹ Mỹ ra để uy hiếp con, muốn con đưa ra một khoản tiền lớn thôi. Đây không phải là bắt cóc sao? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Alo, Lý Tuấn Tú, anh có nghe ra giọng của tôi không?
Ngô Mai, anh có biết tại sao tôi lại gọi cho anh không? Cô muốn thế nào? Tôi biết bây giờ anh rất giàu có, nhưng tôi lại đang rất thiếu tiền. Anh cho tôi ít tiền đi, tôi sẽ trả mỹ mỹ cho anh. Sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Ngô Mai, cô có còn là con người không? Mà lại lấy con gái của mình ra để đe dọa tôi. Cô không còn là người nữa rồi. Đừng nhiều lời nữa. 100 triệu. Lát nữa, tôi sẽ gửi số tài khoản qua cho anh, rồi anh chuyển tiền qua cho tôi sẽ trả mỹ mỹ về, đơn giản như thế thôi. Cô đúng là chán sống rồi. Lý Tuấn Tú, không rảnh để nói nhảm với cậu đâu. Hoặc là đưa tiền, hoặc là chuẩn bị nhận xác của con gái cậu. Trịnh Vũ, tôi khuyên cậu quay đầu là bờ. Cậu đang phạm pháp, sẽ phải vào tù đấy. Tôi không có thời gian nói mấy chuyện vớ vẩn với cậu đâu. Cậu chuyển đủ tiền cho tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ tôi không có gì phải sợ hết. Nếu cậu dám báo cảnh sát, vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để mất đâu. Tôi và con gái cậu, một mạng đổi một mạng. Này, nghe không? Ngô Mai thật sự đã bắt cóc Mỹ Mỹ sao? Người phụ nữ này đúng là độc ác mà. Nó là mẹ của Mỹ Mỹ, sao nó có thể làm như vậy chứ? Đều do mẹ. Mẹ không nên để nó đưa Mỹ Mỹ đi. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Bây giờ Trịnh Vũ đang trong trạng thái điên cuồng, con sợ anh ta sẽ làm tổn thương Mỹ Mỹ. Con sẽ nghĩ cách khác. Bây giờ phải làm sao đây? Anh Vũ, chúng ta làm như vậy có khi nào sẽ xảy ra chuyện không? Thật sự chúng ta có thể đánh bại tập đoàn Tống thì sao? Lỡ đâu bọn chúng báo cảnh sát thì phải làm sao đây? Yên tâm đi, chỉ cần con nhỏ đó ở trong tay chúng ta thì chúng ta thắng là cái chắc. Em biết ngay là không nên nghe theo lời anh mà. Em làm như vậy thì sau này em sẽ phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục đấy. Cô có thể im lặng được không? Cô lộn xộn quá rồi đấy. Nếu anh làm hại Mỹ Mỹ thì em sẽ liều mạng với anh. Tôi đã nói với cô rồi, không đến lượt cô nói nhiều như vậy đâu. Ông đây tiễn cô đi trước bây giờ. Ba, Ngọc Thi, con cần gấp 100 triệu để cứu con gái của con. Mong hai người hãy giúp con với. Tương Tu à, đừng nói là 100 triệu. Cho dù là 1 tỷ hay 10 tỷ thì anh cứ việc lấy. Giờ anh đã là chủ tịch, anh có quyền sử dụng tiền không giới hạn. Cảm ơn em. Nhưng vấn đề trước mắt là, cho dù anh có đưa 100 triệu đi nữa, nhưng nếu như hắn vẫn không thả Mỹ Mỹ ra thì phải làm sao đây? Ở cái đất Kim Hải này, có người dám đối đầu với tập đoàn Tống thì sao? Đúng là chán sống rồi mà. Ngọc Thi, con mau sắp xếp đi, điều động tất cả lực lượng, cho dù là ở đâu cũng phải tìm cho ra tung tích của Mỹ Mỹ. Dạ, con sẽ đi sắp xếp ngay. Cảm ơn ba. Yên tâm đi, nếu không tìm thấy Mỹ Mỹ thì Tống Trường Giang này không còn mặt mũi nào ở Kim Hải này nữa rồi. Ngân hàng Kim Hải chuyển đến 100 triệu. 100 triệu đến tay thật rồi này. Quả thật là tập đoàn Tống Thị có tiền. Tốt quá rồi. Vậy bây giờ chúng ta gửi Mỹ Mỹ về đi. Đầu óc cô có vấn đề hả? Chỉ có 100 triệu mà cô đã thấy đủ rồi sao? Vậy anh còn muốn gì nữa? Tôi muốn có 1 tỷ nữa. Anh bị điên à? 100 triệu là đã đủ cho chúng ta sống cả đời này rồi. Cô hiểu cái gì? Ai lại chê tiền nhiều chứ? Hơn nữa, nếu bây giờ cô thả con nhóc đó về thì chúng ta sẽ bị bắt đấy. Vậy phải làm sao đây? Thêm 1 tỷ nữa, đưa nhóc con đó ra nước ngoài luôn thì chúng ta có thể sống sung sướng cả đời rồi. Anh bị điên à? Lý Tuấn Tú, làm việc nhanh gọn lắm. Xem ra con gái của cậu có vị trí rất quan trọng trong lòng của cậu nhỉ. Đừng nói nhiều, tiền cũng đã chuyển qua rồi. Con gái tôi đâu? Đừng vội, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu đang nói gì vậy? Gửi thêm 1 tỷ nữa để đổi lấy con gái anh đi. Nói được làm được. Cậu là đang tự tìm đường diệt mình đúng không? Chuyển thêm 1 tỷ nữa, cậu không có quyền trả giá với tôi đâu. Tên cặn bã này, có phải hắn lại đòi thêm không? Hắn đòi thêm 1 tỷ, bây giờ vẫn chưa tìm ra vị trí của Mỹ Mỹ. Có cần chuyển tiền qua trước cho hắn ta không? Không cần, không có ích gì đâu. Đấy rõ ràng là một cái hố không đáy. Bây giờ phải đợi xem có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của Mỹ Mỹ hay không. Thư ký Trương, alo, đã tìm thấy chưa?
Tiểu thư, chúng tôi đã tìm kiếm và so sánh các máy quay an ninh toàn thành phố, phát hiện ra Mỹ Mỹ đã bị Ngô Mai đưa đến một căn nhà dân trong khu dân cư Hoa Viên. Được, tập hợp tất cả mọi người đến khu dân cư Hoa Viên. Con muốn tìm ba, con muốn tìm bà nội. Mỹ Mỹ ngoan nhé, mẹ sẽ đưa con đến một nơi thật là vui. Con muốn tìm ba, con muốn tìm bà nội. Im miệng, mày yên lặng một chút cho tao. Coi chừng tao giữ mày đó. Con muốn tìm ba, con muốn tìm bà nội. Để tao cho mày gọi. Ai vậy? Hàng xóm ở tầng dưới đấy. Đều tại mày la hét đó. Để người ta nghe rồi lên đây. Đợi lát nữa, xem tao xử lý mày như thế nào. Trông chừng con bé đi. Làm gì vậy? Các cậu là ai? Ngoan ngoãn chút đi. Bà ơi, Mỹ Mỹ, con đi với dì ra ngoài chơi trước đi, được không? Ngoan, đi thôi. Trịnh Vũ, xem tôi là ai này. Lý Tuấn Tú sao? Lý Tuấn Tú, anh đã đến rồi. Tất cả là do Trịnh Vũ ép buộc tôi làm. Tôi cũng là nạn nhân. Cái thắt này, tôi đánh thay cho Mỹ Mỹ. Cô không xứng làm mẹ của Mỹ Mỹ. Cô còn không bằng một con thú. Lý Tuấn Tú, đừng đánh nữa. Em sai rồi. Em biết sai rồi. Em xin lỗi anh. Là em có lỗi với Mỹ Mỹ. Tôi nhìn thấy cô bây giờ thật sự rất kinh tởm. Lý Tuấn Tú, điều là do người phụ nữ này đã quyến rũ tôi. Cậu tha cho tôi sẽ cho cậu tiền. Cậu có biết đây là gì không? Là nắm đấm. Cậu vẫn biết được đây là nắm đấm sao? Cậu bắt cóc con gái tôi. Tôi vì cứu con gái mình, có lấy mạng cậu cũng không thành vấn đề gì chứ. Lý Tuấn Tú, tôi sẽ cho cậu tiền mà. Cậu thả tôi ra, được không? Loại người như cậu, xem ra cả đời này cũng không hiểu ra được. Tự gây tội chẳng thể trốn. Cậu tha cho tôi đi. Xin cậu đó. Tôi xin cậu, mau đánh cậu ta. Một trận nhớ đời cho tôi đi. Để lại bằng chứng, giao cho cảnh sát. Nhà của Tống Trường Giang. Vợ à, chuyện lần này cảm ơn em. Muốn cảm ơn em, đừng chỉ nói miệng như thế. Vậy em muốn anh cảm ơn như thế nào? Đáng ghét. Vậy thì để anh cảm ơn em. Thật đàng hoàng nha. Đi tắm đi. Để lát nữa đi. Nghe lời em. Anh đi tắm trước đi. Được, đợi anh tắm rửa sạch sẽ nhé. Vợ à, anh tắm xong rồi, lại đây. Em đã đọc cuốn nhật ký rồi sao? Đây là cuốn nhật ký à? Em còn tưởng nó là cái gì? Đã xem rồi, sao vậy? Trong đó viết gì thế? Hình như trong đó viết là phát hiện mình mắc bệnh nan y. Bệnh nan y sao? Không phải anh thực sự đã bị bệnh nan y gì rồi chứ? Vãi trưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không có gì. Chỉ là anh nhặt được cuốn sổ này trên đường thôi. Vậy anh quan tâm nó làm gì? Lại đây nào, anh yêu, tới nào. Bác sĩ. Chào cậu, mời ngồi. Cậu có chuyện gì vậy? Bác sĩ, tôi nghĩ tôi bị bệnh nan y. Tôi muốn khám sức khỏe tổng quát. Dấu hiệu để cậu nghi ngờ là những gì? Bác sĩ, tôi thấy ông trông quen quen. Ông có thể vui lòng tháo khẩu trang ra cho tôi xem được không? Được thôi,
Không vấn đề gì. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim. Sao lại là ông? Cậu biết tôi à? Rốt cuộc ông là ai? Rốt cuộc có chuyện gì với cuốn nhật ký? Cuốn nhật ký gì chứ? Cậu đang nói gì thế? Sao ông lại giúp tôi nhiều như vậy? Bây giờ lại đột nhiên cho tôi bị mắc bệnh nan y. Tại sao? Tại sao vậy hả? Cậu muốn gì? Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Tôi cho ông biết tay. Anh làm sao vậy? Sao thế? Là ai mà? Không phải em thì là ai nữa? Ôi trời, mình chỉ gặp ác mộng thôi. Mơ một giấc dài như vậy. Chồng ơi, anh bị sao vậy? Anh vừa gặp ác mộng. Sao lúc nào anh cũng gặp ác mộng vậy?